Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với clip tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải add-on súng 3D nha. Và trước khi vào với clip review nếu hay thì hãy để lại cho mình xin một like kèm với đó ấn vào nút đăng ký kênh để mình có động lực làm những clip tiếp theo nha. Bây giờ thì bắt đầu vào phần review thôi nào.
và phần review của mình cũng tới đây thôi nha. Nếu các bạn thấy clip này hay thì hãy để lại cho mình xin một like, kèm vào nút đăng ký kênh để mình có động lực làm những clip tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải add-on này vào Kraken này building nhé. Vẫn là con app để chơi bơi nhé các bạn. Tìm tới một download giúp mình. Đó, một download. Thì các bạn ấn vào một download. Thì link tải add-on này mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Các bạn ấn vào một add-on giúp mình nha. Đây, ấn vào, chọn vào mũi tên cái mục xem nha. Và chọn vào Kraken này building và để nó vào game và lắm thôi nha. Đây, khi nó vào game và lót như thế này nha, thì các bạn đợi nó lót xong giúp mình nha. Và bây giờ nó lót đã xong rồi á, thì các bạn ấn vào phần cài đặt của game giúp mình. Các bạn tìm thấy một tài nguyên dùng chung, bật add-on này lên giúp mình nha. Nhớ nha, lên tải add-on mình sẽ đã giúp bạn mô tả nha. Các bạn ao ra, đợi nó lót một xíu. Đây, khi nó lót xong rồi, các bạn vào mục chơi, chọn vào phần tạo mới á. Các bạn kéo xuống dưới kia giúp mình. Đây, các bạn kéo xuống đây, tìm tới một thử nghiệm nha. Các bạn bật hết lên giúp mình. Đây, mình bật lên, bật lên, bật lên. Đó. Đây, mình cho các bạn xem lại, bật hết cái phần thử nghiệm này lên nha. Các bạn sẽ kéo xuống cái gói hành vi, bật một add-on này lên nha. Và clip của mình tới đây cũng đã kết thúc với các bạn. Nếu các bạn hay hay hãy để lại cho clip này một like, kèm vào đó là ấn vào nút đăng ký kênh để mình có động lực làm những clip tiếp theo nha. Bây giờ thì bye bye.